Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh Boykin TV. Thì hôm nay tiếp tục video em sẽ quay và cập nhật giá ớt chi thiên hàng ngày và đăng lên kênh để cho quý anh chị và các bạn tham khảo giá ớt chi thiên ở cùng Trung Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp và ớt giá tại vựa các bạn. Thì hàng ngày em sẽ quay và cập nhật giá ớt chi thiên và đăng lên kênh để cho quý anh chị và các bạn tham khảo ở tại vựa ở cùng Trung Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp để cho mọi người tham khảo giá ở đây. Để cho việc tiện cho việc buôn bán. Thì kênh Boykin sẽ tranh thủ thời gian và quay và cập nhật giá sớm nhất để cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Thì quý anh chị và các bạn nào có trồng ớt, có hay là có quan tâm đến giá ớt thì vui lòng nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để xem video mới nhất về tình hình giá ớt chi thiên qua từng ngày trên kênh của Boykin TV các bạn. Quý anh chị và các bạn nào có bán ớt hay là có biết giá ớt ở đâu thì vui lòng bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá ở từng nơi. Quay lại tình hình giá hôm nay, cụ thể hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2021, thì thương lái mua và trả giá ớt ở cùng Trung Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp với đối với cuồn cuốn thì giá dao động tầm khoảng từ 8.000 đến 12.500 đồng trên ký đối với cuồn cuốn như trên hình quý anh chị và các bạn đang xem. Thì còn đối với mà là cuốn như trên hình quý anh chị và các bạn đang xem là hàng là cuốn, hiện tại thì giá dao động tầm khoảng từ 13.000 đến 14.000 đồng trên ký. Thì thương lái mua ở đây thì cũng tùy từng loại ớt, tùy từng được hái, từng lứa hái và có giá cả từng khu vực cũng có giá cả khác nhau nghe quý anh chị và các bạn. Thì còn đối với ớt khô thì giá dao động tầm khoảng từ 60 đến 63.000 đồng trên ký. Thì cũng tùy từng loại ớt khô tốt xấu thì thương lái mua và trả giá ớt ở khác nhau. Thì đối với tình hình giá hiện tại thì có tăng nhẹ so với những ngày qua. Thì những ngày gần lại đây thì giá cũng nhóng lên nhẹ thì cũng giúp cho bà con đỡ phần nào. Thì do tình hình dịch bệnh hiện tại thì cũng rất là khó khăn nên giá cả lên chút nào thì bà con nông dân cũng vui mừng trở lại. Thì hy vọng đây tới vài ngày tới thì giá cũng sẽ nhóng lên nhẹ, tăng nhẹ cho quý chị, quý bà con nông dân có thể thu hoạch ớt và bán được giá cao hơn. Thì kênh của Boykin sẽ quay và cập nhật giá hàng ngày và đăng lên kênh để cho quý anh chị và các bạn xem ha. Thì quý anh chị và các bạn nào có trồng ớt quan tâm giá ớt thì vui lòng nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để xem video mới nhất về tình giá ớt chi thiên qua từng ngày trên kênh của Boykin TV các bạn. Thì kênh quay chủ yếu và cập nhật giá và đăng lên kênh. Video có làm gì sai sót thì mong quý anh chị và các bạn vui lòng bỏ qua cho kênh. Thì cũng cuối video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng kênh trong suốt thời gian qua. Thì mến chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn trong những video clip tiếp theo.